À, chính chào các bác. Là nói chung là đầu năm mới thì em chào các bác, thì cũng như lời hứa với các bác thì hồi lâu thì hôm nay đầu riêng em sẽ nói về cách chăm cây hoàng thảo kèn. Thì đầu tiên mình giới thiệu sơ về cây hoàng thảo kèn đi. Thì em thấy đầu tiên cây hoàng thảo kèn là bông đẹp, nhưng một số anh em mang về các nơi thuần á, thì cho rằng là cây thảo hoàng thảo kèn á, rất khó chăm, rồi bệnh là chết yểu rồi, nhưng không nói bấn như về giống như cây kèn tàu hay là kèn ta hay là cây leo hạt. Còn chỗ em đây là em giới thiệu là cây hoạt. Cây kèn tàu, cây kèn ấy, thì không phải nói phân biệt về tàu cái gì nữa, mà chúng ta hãy nghĩ là đó là một cây kèn đẹp và mình có chăm được hay không. Chứ thực sự cây kèn thì nghe vô thì ai bảo khó, nhưng thực em nghĩ là nó cũng dễ. Khi mình hiểu nó rồi nó dễ đây. Đây là cây kèn nho hạt của em đây. Các bác nhìn này, thân bé tí này. Lá này, cọng to này, mập ú này. Thì em nghĩ rõ ràng là thì cũng không phải là dễ, em chia sẻ của em thôi chứ không phải là lên kinh gọi là cái kinh nghiệm cây kèn của em thôi, chứ không phải là dạy bảo gì các bác. Nếu các bác thấy hữu ích ấy, thì chia sẻ video này giúp em lên các trang hội, thì em cảm ơn. Đầu tiên thì em nói về tính cây kèn thế này. Kèn nhà các bác thế nào ấy, thì em trồng rất đơn giản thôi. Đây, trồng chậu. Trên thì em có, dưới em có lót xốp. Trong thì có lớn vụn, vỏ thông băm nhỏ. Đây, cây kèn phát triển rất to mập, lá mềm mỏng. Đặc tính cái kèn là lá nó rất mỏng, phân hay thuốc các bác làm lượng thật nhẹ nhàng cho nó thôi, vì mình lỡ tay khi mình phân thuốc nhiều thì cây kèn nó sẽ cháy lá, bỏng lá và hư lá. Mà khi cái kèn hư nó mất bộ lá thì coi như một mùa kèn năm đó coi như là chúng mình đã xong, coi như một vụ kèn là chả còn gì nữa. Cái kèn giữ, nếu giữ được bộ lá thì coi như chúng ta ăn tất. Đầu tiên ấy, về nói về phân thuốc thì nó phải rất loãng thôi. Đây các bác này, cây này nó mỏng. Thế, phân thuốc thì đối với các cây kèn ấy, thì em nghĩ là rất dễ. Em thì xài thì đơn giản thôi, em cũng chả giấu gì cả. Thì ở đây em có xài giống như các bác xem đây, một chai đạm cá, phần một lá đạm cá đậm đặc, Omega Gold, đâm chồi phát đọt, phát rễ xanh chồi lá mập lá lớn. Đây, chiết xuất từ cá 100% là hữu cơ. Em thì dài đơn giản lắm, cái xài em xài cái này thì em thường làm cho 2C cho 1 lít cộng với 1 gram 30 10 một tuần em cho một lần. Đây các bác nhìn xem này, cái này thì em thấy là bán rất nhiều ở nơi tỷ lệ là đạm 511, bán rất nhiều nơi ở các tiệm thuốc bảo vệ thực vật, phân bón lá thì hầu như là cũng có. Thì em thấy xài dòng này rất hay, không chỉ dòng như cho cây kèn mà dòng với các dòng khác rất ok. Còn cây kèn á, em nói thêm nữa vấn đề là lá cây kèn. Cái lá cây kèn này rất ngọt. Nên làm sao gì đó hay là có một cái vị gì thất đó. Rất u gọi là nó rất thích như kiểu bọ cháp, bọ trĩ, rẹp, nhện đỏ. Cực kỳ là thích cái loại lá này. Nói chung với các bác là em nếu khoảng cỡ tầm 20 ngày em sẽ xịt một lần. Mình dọa xịt để lấy mùi thôi. Để dọa cho nó bọn nó sợ. Chứ mà kèn mà không có một thuốc sâu cho 1 tháng 20 lần cho nó thì em nói thật ra là không thể nào giữ được cái lá cho nó được. Thường xài á, nếu thuốc sâu á, thì em có dùng như thằng Desip này. Đây các bác nhìn này, bung bọc xuống lá này. Loại này thì cũng của thằng Major, nói chung là xài cũng ngon lắm á. Hay nữa thì mình có thể luân chuyên qua thằng như thằng Regen. Cái này thì hơi độc một tí. Nếu mà các bác già nào nhà có nít hay trước cửa nhà thì không nên xài, em khuyến cáo là như thế. Còn nếu mà thấy dàn mình rộng mà hay chặt gì chăng nữa, nhưng mà mình em nghĩ xài cái loại này cũng được này, Movento. Chai hơi xấu thì các bác có thông cảm. Thì cái này là bao thứ loại, khi xịt lên thì nó tạo ra một loại virus vi khuẩn nằm trong cái kèn, mất thứ con rẹp, bọ trĩ, bọ sáp cắn vào là lá kèn là tự khắc lăn là chết. Cái này thì năm nếu mình xịt 2 lần là em nói thật bác là không bao giờ thấy cái con rệp sáp để vớ bẩn gì ở trên cái kèn. Các bác á, mà có thắc mắc cái gì về vấn đề mà ở trên cái kèn có thể comment ở dưới bài này thì em sẽ chỉ. Để một cái mùa được một vụ kèn á mà dài mập thì chăm nó đơn giản lắm, cứ 1 tuần cho một lần là em xài giống như kiểu là phân một lá. Đây đây xài phần này, đấy 1 tuần phân lá 30 10 10.
thế thôi. Đó, thì khoảng 20 ngày mình cho một lần thuốc sâu. Đặc biệt tính của cái kèn nó phải ưa mát. Các bác treo nắng là chết. Mình chỉ như nhà em treo dưới nắng 60, mát, cái kèn phát triển rất tốt. Mập mà nó đây các bác này nhìn xem này. Mập ú này, bác nhìn thử gốc này, đây cây kèn này. Lên mắt những mập ú, đây những cái mắt nhỏ từ cái mô. Cây kèn này tính ra khoảng cỡ tầm 18 tháng bác, trên 18 tháng tí thôi. Đây đây mắt này đã nhú đây, đã có chuẩn bị đeo có bông. Cọng kèn thì nói chung các bác nhìn xem ngón tay, so sánh ngón tay em rất mập. Đây thì cái, nếu mà cái em các bác nghĩ xem, nếu cọng kèn này mà dài khoảng cỡ tầm 1 mét thì chắc giá cả sẽ là rất cao, chứ chả phải cần kèn tàu hay kèn lai châu hết mà cọng to mập này. Kèn tàu nó cũng trồng, nói chung nó cũng ghê gớm, nó trồng tuy cọng nó nhỏ thôi mà nó đều nó dài. Mình cũng nên học hỏi cái kinh nghiệm của chồng của nó. Nhưng mà về hầu như Việt Nam mình thì em thấy hầu như các bác nào cũng than là kèn tàu là do hóa chất nọ kia rồi sau đó chết. Em như em nghĩ không phải đâu, cái do là mình không chăm được thôi. Các bác thử trồng như của em thử xem. Đây giá thể cũng có gì đâu, nghe lại nha, chỉ có xốp này, em chèn xốp trong này, trên là dơm vụn này, vỏ thông này. Đấy, chỉ có vậy thôi. Phân thuốc thì cũng như em như vừa nói đấy. Quan trọng là có thuốc sâu cho nó thôi. Mấy phần gốc thì phải có cho hạt phân trì này, mà không cho cũng chả sao đâu bạn. Em thì phân gốc em ít bỏ lắm, em xài phân nước nhiều, có tỷ lệ phân này nữa. Nếu mà xài xong này phân này nữa thì có thi thoảng em có pha đảo thêm cái loại là phân đạm đồng nành em tự làm. Nhưng cái đấy thì em không chia sẻ trên đây vì cái đó em tự làm và chia sẻ lên các bác lại bảo lại bán thuốc mà mình em thì không bán thuốc. Các bác đi hỏi các tiệm bảo vệ thực vật là những loại này mua những loại này xài em thấy là xài rất ok. Cứ xài 2C cho 1 lít cộng thêm 1 gram 30-10-10 xịt cho cây kèn, thời điểm nào cũng được trừ khi lúc ra hoa thôi, khi mà thuốc sắt đỏ thôi. Và một số bác nghĩ chơi kèn ở trong đất bảo lộc, em nói riêng thôi nha, thì một số người chơi á, thì cảm giác đó là cây kèn á là mắt cây kèn dài nhưng mà bỏ bông. Bỏ bông là sao, là tức là cây cả nguyên cây kèn dài thế này trên đầu mắt này, như cái kèn dài cỡ tầm 1 mét đi, trên này chỉ 1-2 chùm bông. Em nghĩ là do cái chế độ mình chăm sóc á, và phân bón. Nếu cái kèn khi sau khi thắt đọt mình chăm sóc phân bón đầy đủ, và khi thắt đọt mình treo nắng nhiều á, nắng cộng phân bón nhiều thì cái kèn nó sẽ sai bông. Như cái kèn của em thì các bác sẽ lục hình ở trên đường của em á, thì có một số cây như 50 sen mà bông nó khoảng tới 30 sen, mắt có khi mắt tới 5 bông, bông rất sai. Đấy là riêng em kèn cho hạt thôi, còn nếu về kèn tàu, kèn lai châu, mỗi cây cây nào em cũng có, không phải nhiều nhưng mà tỷ lệ cây gieo hạt nhà em nhà tới phải tới 98%. Thôi em xin hết cái video này ở đây. Thì các bác cảm giác mình thấy hay á, thì chia sẻ giùm em lên tường thì để bài đỡ trôi, mà cảm giác thấy nó có hữu ích với mình thì hãy đăng ký ở dưới YouTube cho em. Thì sau này đó như em có sẽ viết một số video á, về một số cây khác, hay một số về ươm ki, hay là chăm sóc tất cả các cây lan. Mong các bác ủng hộ. Cảm ơn các bác đã xem video của em nhé.